Đây là món chưa đúng không? Cái gì? Đây là món cơm đúng không? Chiếu đề nha. Đề gì? Đề toán số 1 số 1. À, đề, lưu ý là 20/1/2012 cộng 1 phần cận là trừ 1 đến 1. Cận không nhỉ? Ừ. Trừ 1 đến 1. Trừ 1 đến 1. Ừ. Trừ 1.